trung tâm Diệu Pháp Âm. Trân trọng giới thiệu tác phẩm Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng, tác giả Quách Huệ Trân, Phật lịch 2549. Lời giới thiệu. Bác sĩ Quách Huệ Trân là một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Bà rất nhiệt thành và tận tâm trong công việc. Lòng từ bi và thuần thành của bà không những đã đem lại sự khích lệ to lớn cho bệnh nhân, mà còn cảnh giác cho những người khỏe mạnh, làm cho nhiều người phát tâm học Phật và niệm Phật. Sau đây là bài nói chuyện với các bạn học ở Huệ Trí Phật Học Xã của Đại học Trung Nguyên. Nội dung rất phong phú cảm động. Tuy là đang bị bệnh ung thư trầm trọng, bác sĩ Trân vẫn ráng chịu đau và dùng tín nguyện niệm Phật vô cùng kiên cố của mình để lên giảng đài thuyết pháp. Khi tuyên bố bị bệnh, bà nói: "Bây giờ vừa đúng lúc để tôi nhất tâm niệm Phật và chuẩn bị giảng sinh." Sau lần nói chuyện này, bác sĩ Trân từ chức và lên núi xuất gia. Trong cuộc sống trầm luân khổ hải này, chúng ta không chịu buông xả và tham luyến tất cả những gì của mình. Ai cũng đầu tắt mặt tối, bận rộn suốt cuộc đời. Đến phút cuối cùng, nhìn lại chỉ là một con số không to lớn, rồi âu sầu than thở. Thưa quý vị muốn cuộc đời của mình như thế nào? Làm sao để vượt qua khỏi sự trói buộc của luân hồi sinh tử? Chúng tôi hy vọng bài này sẽ đem nhiều tư duy và chất liệu có thể giúp quý vị tìm ra phương hướng về quê hương của mình. Cư sĩ Lý Nghi Linh kính ghi. Lắng nghe tiếng hát sông Hằng, bác sĩ Quách Huệ Trân. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý bạn, khi lên giảng đài này, tôi cảm thấy rất bối rối và xấu hổ khi nhìn thấy phía dưới phần đông đều là những người trong hàng tiền bối, bậc thầy cô của mình. Trước hết xin giải thích tại sao một người mạt học dở ẹt như tôi cũng lên giảng đài nói chuyện với quý vị. Đây là do ảnh hưởng của một bệnh nhân, cho nên tôi thường kể lại câu chuyện của bệnh nhân này và nói lên lý do người này đã giúp cho tôi hiểu được nhiều vấn đề. Chúng ta thường phải trả một giá rất đắt mới có thể hiểu được một câu nói trong kinh. Nhiều khi chỉ một câu kinh thật đơn giản: cô này mới có 30 mấy tuổi thì bị ung thư ruột già. Khi cô đến bệnh viện cứ khóc hoài không thôi. Lúc đó tôi mới làm bác sĩ tập sự thuộc khoa ung thư. Xem bệnh lý mới biết cô đã mổ qua 2 lần, nhưng ung thư vẫn tái phát trở lại. Đúng là vô phương cứu chữa. Cô khóc hoài nên nói không ra tiếng nữa. Thật là không biết làm sao. Muốn tìm bác sĩ để hỏi rõ bệnh trạng cũng khó. Hôm đó tôi hết ca trực, liền đến phòng bệnh để thăm cô và cũng nhân tiện giới thiệu sơ lược một ít Phật pháp cho cô biết. Không ngờ cô nghe xong xúc động, mở mắt thật to nói: tại sao bấy lâu nay không có ai nói cho tôi biết về những chuyện này? Tại sao tôi đã sống 30 mấy năm đầy phiền não và đến lúc sắp lìa đời tôi mới được nghe Phật pháp? Tuy chỉ có mấy câu nói thật ngắn, nhưng hình như đã soi thủng tim tôi. Sau đó cô bật khóc và làm tôi cũng khóc theo, khóc một cách thật bứt rứt. Lúc bấy giờ Tuyết Công lão ân sư, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam còn tại thế và giảng kinh vào ngày thứ tư mỗi tuần. Mỗi ngày khi làm xong việc, tôi thường ở lại bệnh viện để nói chuyện và an ủi bệnh nhân, ngoại trừ ngày thứ tư vì phải đi nghe Tuyết Công giảng kinh. Cô thấy mỗi thứ tư tôi đều rất vui, chuẩn bị đi nghe giảng kinh nên nói: tôi cũng hy vọng có thể đi theo nghe giảng, nhưng rất tiếc không có cơ hội. Tôi đáp: trong tương lai cô cũng có dịp đi được. Cuối cùng cô cũng được đi nghe kinh. Lúc đến giảng đường Hoa Nghiêm ở thư viện Từ Quang, tôi thấy cô ngồi ở dài hàng ghế phía trước. Nhưng đến nửa buổi giảng, cô vừa ôm bụng, vừa khóc và đi về.
bệnh tình của cô biến chứng nặng, nên cô đau quá, không thể tiếp tục nghe kinh. Lúc đó tôi chợt hiểu được một câu trong bài khai kinh kệ: vô thường thầm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Vì ảnh hưởng của cô nên từ hôm đó trở đi, tôi không ngại sự hiểu biết còn thô thiển của mình, luôn luôn cố gắng tích cực hơn và muốn mau mau giới thiệu cho mọi người những điều trọng yếu trong Phật pháp mà mình hiểu được, nói cho đại chúng biết sự hạnh phúc mà Phật pháp có thể đem lại cho mọi người. Hạnh phúc này tiền tài mua không được, kẻ ăn trộm cũng không thể lấy mất. Trong bất cứ trường hợp và cảnh giới nào, không kể người ta dùng quan niệm phước hay họa trong thế gian để đo lường những cảm nhận về hạnh phúc đó, trong nội tâm của chúng ta đều luôn đầy đủ sự an tịnh, hạnh phúc và sáng tươi. Tôi hỏi các vị đạo hữu ở Phật học xã nghiên cứu đề mục hay kinh điển gì trong khóa học này. Bác Hứa trả lời là đang thảo luận kinh Bát Đại Nhân Giác. Chắc ai cũng đã xem qua kinh này và có thể học thuộc lòng rồi. Điều giác ngộ thứ nhất: thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, sinh diệt đổi dời, hư ngụy không chủ. Tuy là biết thuộc lòng, nhưng phần đông chúng ta không tin như vậy. Tuy Phật nói thế gian vô thường, nhưng bạn lại cảm thấy thế gian rất vui sướng. Mỗi sáng thức dậy, ăn bánh, uống cà phê, ngước mắt nhìn lên, ôi chao, trời trong mây trắng, đời sao mà sung sướng thế. Nếu như vậy thì cũng thường thôi. Nhưng những lúc như vậy trôi qua rất nhanh. Giả sử một lúc nào đó chuyện khó khăn, thử thách thình lình xảy ra, khi đó bạn sẽ không thấy trời trong mây trắng, không thấy trăm hoa đua nở, trong lòng của bạn sẽ không còn cảm thấy vui sướng nữa. Ở đây tôi xin kể một vài câu chuyện thật mà tôi đã gặp khi làm việc ở bệnh viện. Trong những câu chuyện này, mỗi người đều kể cho tôi một đạo lý mà Đức Phật đã nói trong kinh điển. Họ ấn chứng, chứng minh những điều Phật dạy. Họ làm cho tôi hết lòng tin tưởng lời Phật nói và tin Đức Phật là người nói lời chân thật, không bao giờ nói dối. Có nhiều bệnh nhân hỏi tôi: bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi trả lời: 32 tuổi. Lại hỏi: bác sĩ lập gia đình chưa? Tôi làm mai cho. Tôi liền hỏi họ: cuộc sống của bà rất sung sướng phải không? Thật kỳ lạ, không có người nào đáp là phải hết. Cho đến một hôm, tôi gặp một bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung. Mỗi lần đến khám bệnh đều trang điểm thật là đẹp, thoa môi son thật đỏ, móng tay chân đều có sơn màu rất đẹp. Khám bệnh xong, bà muốn làm mai cho tôi. Bà nói: cháu tôi làm việc ở bệnh viện Quốc Thái, người rất lịch sự, đàng hoàng. Tôi hỏi bà thật là sung sướng phải không? Bà nói: phải, chồng tôi đối xử rất tốt, con cái rất có hiếu, nhà cửa rất sung túc. Như vậy thật là sung sướng, xin chúc mừng bà. Bà là người duy nhất nói mình có hạnh phúc, thật là mừng giùm cho bà. Tại vì khi bệnh nhân bước chân vào bệnh viện thì thường khóc và than: bác sĩ không biết đâu, tôi phải mượn tiền của người ta để lại đây khám bệnh, con cái không vui chút nào. Hoặc là: ôi chào, lúc về nhà không ai đếm xỉa tới, mang bệnh lâu quá rồi, người ta không chịu chăm sóc nữa, cũng không ai thăm hỏi. Thưa ba, ăn cơm chưa? Hoặc là: từ lúc tôi mắc bệnh này, chồng tôi bỏ đi luôn. Phần lớn là thuộc vào loại này. Tình tiết tuy không giống nhau, nhưng nội dung hoàn toàn tương tự. Chỉ có bà này thật may mắn có được hạnh phúc. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, y tá coi báo ngạc nhiên nói bà đó đã tự tử. Cô y tá nói: trong báo đăng tin bà được vớt lên từ bờ sông ở...
Bà bỏ nhà ra đi hết 5 ngày, sau đó thì tự tử. Tôi tự hỏi, bà đó rất sung sướng, rất hạnh phúc, sao lại tự tử? Thưa quý vị, chúng ta thử nghĩ xem, tại sao lúc đó niềm thương yêu của chồng không thay đổi được tâm niệm muốn tự tử của bà? Tại sao sự hiếu thảo của con cái cũng không kéo bà lại được? Tại sao tiền bạc không mua được sự an ổn của tinh thần? Chồng thương yêu cho mấy và con cái hiếu thảo đến đâu cũng không thể thay thế được sự đau đớn trên thân thể của bà. Một người đàn bà xinh đẹp như thế, tại sao lại phải trốn ra khỏi nhà đi lang thang, rồi cuối cùng phải nhảy vào dòng nước đen tối? Có lẽ vì trước đó bà cảm thấy cuộc đời quá xinh đẹp, chưa nếm qua mùi vị của sự khổ. Bà chưa biết qua thế gian vô thường, quốc độ mong manh, cho nên trong tâm không có chuẩn bị tâm lý, gặp chuyện thử thách trong đời chịu không nổi, không có chích ngừa để phòng bị, không có khả năng đề kháng, chịu đựng khổ không được nên mới tự tử. Tôi rất hối hận trước đó không giới thiệu Phật pháp để cho bà thay đổi quan niệm và hướng về quang minh, hướng về Di Đà. Những sự khổ này có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó chỉ là thiểu số, người tự tử rất ít. Thật ra người tự tử rất nhiều. Tôi làm việc trong khoa ung thư. Nếu có ngày nào không gặp bệnh nhân muốn tự tử thì ngày đó phải được kể là rất tốt, rất hiếm. Thật đó. Mỗi ngày tôi thường nghe câu tôi nên chết sớm thì tốt hơn. Khi người ta cầu mong khỏe mạnh và sự quan tâm chăm sóc mà không được tội nguyện thì thường thường sẽ tự sát. Ban đêm trong bệnh viện, tôi thường phải đi giải quyết những chuyện tự tử này. Không phải là họ cố ý không muốn sống, nhưng bị bệnh đau khổ quá nên không biết cách nào để chịu đựng nữa. Ngoài ra còn có người cầu sinh không được, cầu chết cũng không xong, nằm trên giường bệnh rên xiết. Có một người bệnh, nguyên phần phía dưới bụng bị ung thư lở loét ra hết. Bác sĩ phải mổ và làm một hậu môn tạm trên bụng, nhưng không cách nào trị lành được. Chất bài tiết trong ruột rỉ thẳng ra. Phòng của người này ở lầu 3. Từ lầu 2 đã nghe mùi hôi bay đến. Không phải người này có gì đặc biệt, nhưng bất cứ ai trong chúng ta khi gặp phải trường hợp này đều như vậy. Khi con bà săn sóc cho mẹ, bất đắc dĩ phải dùng một miếng vải để bịt miệng và mũi lại. Mỗi ngày bà đều muốn tự tử nhưng chưa gặp cơ hội. Một hôm, nhân dịp con bà đi ra chợ mua đồ ăn sáng, bà ráng hết sức mình ngồi dậy, leo qua cửa sổ từ lầu 3 của bệnh viện nhảy xuống. Vừa đúng lúc đó, người con về đến, nhìn thấy mau mau chạy tới để đỡ bà. Kết cuộc, bà nhảy xuống không chết mà còn bị thương. Vốn là đã quá đau khổ, bây giờ còn bị thương thêm. Mỗi ngày đau đớn không thể nào diễn tả được. Cầu sinh không được, cầu tử cũng không xong. Mạng chưa hết, tự tử cũng không chết. Cho dù tự tử chết đi rồi, vĩnh viễn trầm luân trong lục đạo luân hồi, sự khổ não vô tận lại tái diễn trở lại. Nhà thơ Rabindranath Tagore có nói: sinh thời lệ tợ hà qua, tử thời mỹ dư thu nguyệt. Lúc sống đẹp như hoa mùa hạ, lúc chết đẹp như trăng mùa thu. Bạn muốn sống đẹp như hoa mùa hạ có lẽ cũng không khó lắm, nhưng muốn chết đẹp như trăng mùa thu thì phải ra sức chuẩn bị công phu mới được. Lắm lúc có nhiều người phê bình những người học theo Phật và nói: ôi chao, sao quý vị ưa nói chuyện chết, ưa nói chuyện lâm chung quá, hình như đã xem thường cả cuộc đời. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện phải làm, đặc biệt là những người tu theo tịnh độ như quý vị. Ngày ngày cứ niệm A-di-đà Phật, chuẩn bị để giảng sinh Tây Phương, thật là quá tiêu cực. Thật ra, cuộc sống chúng ta
giống như quá trình vẽ một con rồng. Mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc đều rất quan trọng. Lúc lâm chung cũng như nét vẽ cuối cùng vào mắt rồng. Lúc sinh, lúc tử đều rất quan trọng. Không có nét vẽ nào có thể cẩu thả được. Niệm Phật là tâm niệm tối thiện nhất. Tích cực làm cho lúc sống và lúc chết đều là chí thiện, chí mỹ, tốt đẹp nhất. Nói chuyện từ nãy đến giờ nhưng chưa nói vào đề tài chính hôm nay. Lắng nghe bài ca bên sông Hằng. Mấy năm trước, tôi có dịp đi qua Ấn Độ và ngồi thuyền đi dọc theo bờ sông Hằng. Lúc đó trong lòng tôi rất an tịnh. Âm thanh trên sông cứ cuồn cuộn nổi dậy, làm tôi có cảm giác như là đang đi trong dòng nước sinh tử. Khi lắng tai nghe những âm thanh này, tôi nghe thấy trong đó có âm thanh của trẻ con, của người lớn, có tiếng khóc, có tiếng cười vui. Tất cả những âm thanh này trộn lẫn vào nhau, biến thành một câu vạn đức hồng danh, A-di-đà Phật. Bạn hãy nhìn hình ảnh của sông Hằng, của từng làn sóng nhỏ nhấp nhô, hình bóng của chính bạn, của người thân, bạn bè, mặt trời lặn, con chim và làn mây đang bay lơ lửng ở cuối chân trời. Tất cả những hình bóng này hòa hợp lẫn nhau, làm thành con sông sinh mạng. Chúng ta hãy cùng nhau xem những hình ảnh và lắng nghe bài ca bên sông Hằng này. Từ bài ca Luân hồi sinh tử của sông Hằng cho đến bài ca Đức Phật giác ngộ, đối với chúng ta, sông Hằng là một con sông rất quen thuộc. Vì trong kinh, Đức Phật thường dùng danh từ các sông Hằng để hình dung ý nghĩa vô lượng vô biên. Trong con sông Hằng sinh mạng này, chúng ta đều là những người bơi lội qua sông. Con thuyền cứ tiếp tục tiến tới và đi ngang một chỗ dùng để hỏa táng ở bờ sông. Phong tục mai táng người chết của Ấn Độ rất đơn giản. Họ không cần quan tài, chỉ dùng vải bao bọc thi thể lại rồi đem thiêu ở bờ sông. Cho đến bà Gandhi cũng không ngoại lệ. Bà được dùng lá quốc kỳ để bao. Người giàu thì có đủ củi lửa nên có thể thiêu thành tro rồi đem bỏ xuống sông. Người nghèo thì thiêu qua loa một chút rồi đem thi thể bỏ xuống sông. Lúc tôi ngồi thuyền đi ngang một chỗ thiêu người chết này, dưới đống tro tàn còn thấy được một cái chân đen kịch, thiêu chưa thành tro. Chúng ta thử hỏi cái chân thiêu nửa chừng này là của ai? Không lâu trước đó, nó cũng có làn da mềm mại và được ôm ấp trong lòng mẹ. Có lúc nào đó, cái chân này đang rảo bước trên bãi cỏ xanh mướt. Cũng có thể là có rất nhiều thanh niên muốn thân cận nó. Rồi theo thời gian trôi qua, nó bắt đầu chai cứng và khô khốc khi người chủ của nó già đi. Rốt cuộc rồi, nó biến thành một cái chân thiêu nửa chừng, đen kịch, nằm dưới đống tro tàn. Sau một thời gian nữa, thì nó sẽ biến thành một đống cát trong sông Hằng. Thêm một lần nữa, chúng ta hãy nhìn kỹ hình ảnh và lắng nghe bài ca bên sông Hằng. Những hình ảnh này của người Ấn Độ mà cũng có thể là của chúng ta. Có một ông thường ngày rất thích ăn trầu, hút thuốc, uống rượu, rồi sau này bị ung thư trong miệng. Khi đến bệnh viện khám thì chỗ bị ung thư đã lan rộng ra, lở loét đến quai hàm và gò má lủng lỗ. Chỗ lở cứ chảy nước vàng ra ngoài. Khi ông ăn uống thì thức ăn đều lọt ra ngoài. Cho dù ông uống rượu ngon trước đó ông thích nhất cũng rất đau. Khi ăn trầu vào cũng đau như nuốt viên sắt nóng. Thân thể cường tráng của ông dần dần tiều tụy vì ăn uống không được. Chúng tôi phải rút vào ống dẫn đồ ăn từ mũi vô đến bao tử. Giờ ông rất hối hận và nói lúc trước hai vợ chồng họ cứ cãi lộn hoài. Bà kể lại: được rồi, ông chửi tôi thì ông sẽ bị ung thư miệng. Tôi trù cho ông bị ung thư miệng.
Ai ngờ rằng ông bị ung thư miệng thật. Người khổ nhất lại là tôi. Ngoài việc phải chăm sóc vết thương cho ổng, đi khắp nơi kiếm bác sĩ trị cho ổng, tôi còn phải lo kiếm tiền để trang trải. Thật là khổ không cách nào diễn tả được. Nếu bà biết trước được cảnh khổ bây giờ thì sẽ trân trọng những lúc còn khỏe mạnh. Và còn nói, lúc ổng chửi tôi thà đi lại Phật 100 lạy chúc phúc cho ổng, mời ổng ăn đồ ngon. Tôi cũng không dùng lời ác độc để trù ổng. Hai người cùng nhau niệm Phật trong ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Phật thì không tốt hơn là cãi lộn hay sao? Rất tiếc là chúng ta thường chọn lấy những phương thức đối xử để gây đau khổ lẫn nhau. Lúc chưa bệnh thì mặc sức hành hạ thân thể này, đến lúc mang bệnh rồi thì lại than trời, than đất. Hy vọng là chúng ta trong những nhân duyên tương ngộ rất ngắn ngủi này, hãy dùng tâm từ bi chân thành đối đãi với nhau. Sự giận tức, oán hận chỉ giúp tạo ra con đường đầy chông gai đau khổ ở phía trước. Ông rất thích đi câu cá. Lúc tay mang trầu, rượu và cần câu đi ra bờ sông thì ông cảm thấy rất thích thú. Nhưng đến khi bị ung thư đoét hết miệng thì mới giật mình sực tỉnh, mới biết được cảm giác của con cá khi bị lưỡi câu đâm thủng miệng. Vì miệng ông lở loét nên ông nói chuyện rất khó khăn. Lúc tôi săn sóc vết thương cho ông ráng chịu đau và nói ra những lời hối hận này. Cảm nhận được khi trước vì một chút khoái lạc nhất thời mà gây đau khổ cho những con cá, sự đau khổ đó bây giờ quay ngược lại đến với ông. Cũng là đau khổ khi miệng bị lủng lỗ, khi miệng nuốt đồ ăn giống như cuốn họng đang bị thiêu đốt, đang bị đâm bằng dao, đau quá cũng muốn giằng co giãy giụa như con cá cắn câu, ráng hết sức mình để thoát khỏi lưỡi câu. Ông dạy cho tôi một bài học nhớ hoài không quên. Đúng là nhân quả tơ hào chẳng sai. Có bài thơ như sau: Mạc đạo quần sinh tánh mạng di, nhất bang cốt dục nhất bang bị, khuyên quân mạc đã chi đầu điểu, tử tại xào trung dòng mẫu quy. Tạm dịch là: mạng vật yếu ớt đừng khinh, thịt da xương sẩu như mình khác chi, chớ bắn chim trên cành kia, chim non trong tổ đang mong mẹ về. Có một bác bị ung thư miệng và cũng phải mổ để cắt bỏ tế bào ung thư ở gò má. Cuộc giải phẫu này rất phức tạp, phải chia ra mấy lần mới xong. Phải cắt da ngực để đắp lại vết mổ ở gò má và đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng. Ban đêm khi tôi đi tuần phòng bệnh nhân, tôi thấy đôi mắt của bác mở thao láo nhìn lên trần nhà. Đêm đã khuya rồi mà bác ngủ không được. Ngoài trời đêm tối lạnh, nước mắt của bác cũng rất lạnh lẽo thê lương. Chúng ta phải làm sao để an ủi những bệnh nhân này? Bác đang đợi đêm mổ lần thứ nhì nhưng không sống được đến lần mổ cuối cùng. Có lẽ chúng ta thường chờ đợi để làm một công việc gì đó mà chưa chắc có thể sống đến lúc đó. Cho nên chuyện tốt phải mau mau làm, niệm Phật phải niệm ngay bây giờ. Lúc chăm sóc những người bị ung thư miệng, tôi thường nghĩ đôi lúc mình bị mụn nước lở trong miệng thì rất đau, nhất là khi ăn những thức ăn chua cay vào thì rất rát, huống chi vết thương lở loét cả hàm của những người này. Khi uống nước lạnh cũng phải đau đến run. Khi chúng ta mở miệng nói lời không tao nhã thì chỉ dùng 5-6 giây để nói một câu, mà câu nói đó có thể làm cho người nghe đau lòng cả đời. Và khi bả báo hiện ra thì cũng đau đớn như những người bị ung thư hàm này. Trầu và rượu có thể đem lại cho người ta một chút khoái lạc nhất thời, nhưng cũng đem đến những sự đau khổ không thể nào giảm nhẹ khi mang bệnh vào thân. Chúng ta phải nên cẩn thận. Một giây phút vui sướng ngắn ngủi đi qua rất nhanh.
thời gian chịu đau trên giường bệnh một ngày dài như 100 năm vậy. Phòng khám bệnh số 1 và số 2 của bệnh viện nối liền nhau bằng một cánh cửa tự động. Một hôm, tôi thấy có một bà khoảng 50 mấy tuổi nằm ở phòng 1. Bà bị ung thư vú và cần một loại thuốc, nhưng bảo hiểm lao động chưa chịu trả cho thuốc này. Nên ngoài việc đau bệnh, bà phải lo kiếm tiền trang trải chi phí thuốc men. Bà thường khóc thầm vì chịu đựng không nổi áp lực quá lớn. Lúc đó bên phòng 2 có một cô mới 30 mấy tuổi và cũng bị ung thư vú. Nghe được chuyện của bà bên phòng 1 nên lấy hết tiền trong túi rồi nói với tôi. Nhờ bác sĩ rao cho bà ở phòng kế bên. Cô vừa khóc vừa nói: "Chúng tôi đều chịu chung cái khổ này." Tôi rất cảm động và khen ngợi tinh thần Bồ Tát vị tha của cô. Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cô còn thiếu thốn hơn bà kia rất nhiều. Con của cô còn nhỏ nên phải gửi người ta nuôi giùm. Tiền lương của chồng cô rất thấp, lại không có bảo hiểm. Tiền dành giùm đã xài hết để trả tiền bệnh viện và mổ xẻ. Khi cô được giới thiệu đến bệnh viện để trị liệu phóng xạ, cô tính bỏ mặc vận mạng đẩy đưa và không trị bệnh nữa vì không có tiền. Nhưng khi cô nhìn thấy dòng chữ trên tường: "Cho dù ngày mai là ngày tận thế, tối nay tôi cũng phải trồng đầy hoa sen trong vườn", nên mới nghĩ lại, đi về nhà má mượn tiền tiếp tục trị bệnh và duy trì mạng sống. Cô nói: "Sinh mạng thật là vô thường và có nhiều thử thách đầy đau khổ. Tuy tôi không có khả năng lớn lao gì, nhưng tôi có một chút tâm nguyện là hy vọng làm hết sức mình giúp đỡ cho những người đồng cảnh ngộ, cho họ sớm lìa khổ được vui." Tôi rất cảm động. Hai người này đều bị bệnh ung thư, nhưng một người thì âu sầu khổ não, còn một người thì vượt thoát sự bi ai của mình, giúp đỡ, an ủi và lau nước mắt cho người khác, phát huy tiềm năng của mình. Khi còn sống thì mỗi ngày trồng một hoa sen, dần dần có nguyên hồ sen thơm phức. Thử nghĩ, trị bệnh nan y đòi hỏi bao nhiêu sức chịu đựng và bao nhiêu sự dày dò. Nếu đem sự dày dò này đổi lấy mạng sống âu sầu khổ não, có phải là rất đáng tiếc không? Tại sao không trồng hoa sen thanh khiết trong tâm khảm của mình? Cho dù chỉ nở một nụ cười thì cũng là bố thí, có thể làm cho mình và người khác đều được vui. Có câu là: "Chỉ cần một niệm từ bi phát khởi, tật bệnh cùng khốn cũng đều qua." Có một bé trai mới 6 tuổi đã bị ung thư tuyến lâm ba. Mới có bầy lớn đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Mỗi khi lượng bạch huyết cầu của em lên cao thì bác sĩ phải chích một loại thuốc có tác dụng phụ là ói mửa. Việc làm cho em vui nhất là khi lượng bạch huyết cầu giảm xuống quá thấp, thấp đến độ không thể làm trị liệu hóa học được. Bác sĩ sợ độ bạch huyết cầu quá thấp thì dễ bị nhiễm trùng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đối với em, mỗi lần như vậy thì em vui sướng như ở tù được thả ra, tạm thời có thể miễn bị hành hình. Em nói với tôi: "Mỗi ngày ngoại trừ xem tivi thì cũng là xem tivi. Nhà em cũng khá giả nên em được ở một phòng bệnh riêng." Em nói: "Cô em gần lập gia đình rồi. Cô mời em làm em bé cầm bông cho hôn lễ của cô. Phải chi em có thể trưởng thành thì tốt biết mấy, nhưng không biết có thể lớn nổi không." Đây là lời nói của một em bé mới 6 tuổi. Thật là làm cho người nghe được không khỏi ngậm ngùi. Có lúc em ngồi ở phòng để chờ chích thuốc. Trước đó em rất vui khi mang đồ chơi đến đó. Nhưng đến cửa phòng thì nhớ lại đau khổ gần đến, gần bắt đầu rồi, cho nên cục hứng ngay. Đôi khi em cắn chặt răng
đưa tay tự mình tìm ra một mạch máu rồi nói: "Lấy chỗ này đi." Đôi lúc em cũng buồn hiu, không chịu đi vô. Em không khóc ra tiếng, chỉ khóc khe khẽ, lệ ướt đẫm mi. Lần đầu tiên đến để rút máu từ vành tay, em đã khóc hết 2 giờ đồng hồ. Cho đến nay đã chịu khổ quá nhiều lần rồi. Em thừa hiểu khóc hoặc là nhõng nhẽo thì cũng không giúp được gì, nên em rất dũng cảm để chịu đựng. Thật là một em bé quá đáng thương. Trong đời sống, chúng ta không muốn già nua thì phải đoản mạng, chết yểu. Nếu không muốn chết yểu thì phải già nua. Có một người mới 30 mấy tuổi đã bị ung thư mũi vào thời kỳ chót. Thường thường nếu 30 mấy tuổi đã chết thì có lẽ bạn nói là đoản mạng. Nhưng cô này chỉ mới 30 mấy tuổi đã làm cho người nhà của cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Chồng cô phải vừa lo cho con vừa lo cho cô, nên phải xin nghỉ hoài. Và cũng vì vậy nên đã mất chỗ làm. Cả nhà lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn và phải đến hội từ tế xin giúp đỡ. Hội từ tế đồng ý cho cô một số tiền to lớn để trợ giúp cô trả tiền nhà thương. Má cô đợi lâu quá nên than: "Tại sao lâu quá còn chưa đem tiền lại? Lâu quá." Tôi nói: "Người ta không phải thiếu tiền bà đâu. Tiền này là do hội viên dành dùm ăn xài tiền tặng từ bi đem đi giúp người. Họ không nhẫn tâm thấy bà chịu khổ, chứ không phải người nào cũng giàu có gì đâu." Bà thở dài ra: "Không phải lo tiền bạc nữa, nhưng không khí trong gia đình còn quá ngột ngạt. Bệnh nhân cũng không an tâm tiếp tục sống. Má cô lo cho cô đã quá mệt mỏi nên nói: mày sao không mau chết cho rồi, làm hại tụi tao phải chịu khổ theo." Chồng cô khổ quá thường lại hỏi tôi: "Cô còn kéo dài được bao lâu nữa?" Tôi nói: "Xin đừng dùng chữ kéo dài được không? Sống được một ngày trong cuộc đời này thật là rất quý. Tương ngộ một ngày thật là hiếm có." Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.